Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, mình trở lại với bếp của mình hôm nay. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là nấu một nồi canh tép rất ngon để cho dành cho gia đình vào dịp cuối tuần các bạn nhé. Cũng như trong các ngày ví dụ như trời có nắng thì mình sẽ một bát canh tép thì nó sẽ rất là dễ chịu các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng vào bếp để làm món này nhé. Các bạn ơi, canh tép thì mình đã có rau mùi tơi, rau đay rửa sạch sẵn và thái nhỏ như này nhé. Còn đây là tép của mình cho vào xay để xay thật nhỏ tép ra để cho tép nó ngấm gia vị luôn nhé. Còn đây trên bếp mình sẽ bắc một nồi nước nấu, khi sôi thì mình sẽ tiếp tục vào cho tép vào nhé. Các bạn ơi, khi bếp của mình nó đã xeo như thế này rồi, sôi như này. Bây giờ mình sẽ cho nó lên, cho tép đã xay vào. Mình sẽ cho vào lên một chút này. Thế giờ hôm nay Quỳnh nấu cái món gì đây? Ôi giời ơi, các bạn ơi, đây là món canh tép của mình đã nấu xong nhé. Mình sẽ múc ra bát đây. Chúc các bạn nấu thành công nhé.